Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể anh chị em kính mến, trong khí thế vui tươi hào hùng của dân tộc, hôm nay chúng ta tổ chức buổi lễ gặp mặt giao lưu kỷ niệm 44 năm ngày thành lập đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ công an nghệ tĩnh. Đây là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực nhằm ôn lại những kỷ niệm vui buồn và kết nối tình cảm thân thương giữa các thành viên đã từng tham gia hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của lực lượng công an nghệ tĩnh để cổ vũ động viên nhau khắc phục khó khăn, vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Về dự buổi lễ long trọng này, tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng đoàn nghệ thuật Hương Sen Nghệ An, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Nghệ An, hiện là chi hội trưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nghệ An. Xin anh Nguyễn Ngọc Toàn, đại tá, nguyên phó trưởng phòng thi đua khen thưởng Bộ Công an. Anh Xuân Hùng, anh Duy Thanh là những người bạn thân thiết của đại tá Nguyễn Xuân Thiêu đến từ thủ đô Hà Nội. Nhạc sĩ Mạnh Chiến, nguyên hiệu phó trường văn hóa nghệ thuật Nghệ An, người có nhiều đóng góp và có nhiều công xây dựng đội tuyên truyền văn hóa nghệ thuật công an nghệ tĩnh qua các thời kỳ. Xin kính mời. Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Như Ý là người anh, người bạn thân thiết rất nhiều với rất nhiều anh chị em chúng ta. Cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ đã từng công tác trong đội tuyên truyền văn hóa nghệ thuật công an nghệ tĩnh, chúng ta cho một tràng vỗ tay thật to. Kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Nối tiếp chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm, nguyên đại tá, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế công an Nghệ An, nguyên diễn viên đội tuyên truyền văn hóa nghệ thuật công an Nghệ Tĩnh lên đầu. Chào đón các vị khách quý. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các anh, các chị, thưa các em. Hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2022, chúng ta long trọng tổ chức buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa với tấm ma kẹt lung linh. Hân hoan chào đón các anh chị em đội văn nghệ xung kích công an tỉnh Nghệ Tĩnh nhân dịp 45 năm thành lập 1978-2022. Về dự buổi gặp mặt này, chắc hẳn chúng ta đều tự dằn vặt trong lòng mình rằng sao lại đến tận gần 45 năm chúng ta mới có cuộc hội ngộ này, sao không sớm hơn? Tất cả là do lỗi thời gian, vì kế sinh ra của mọi người, vì mọi thứ không tên chi phối. Nhưng muộn còn hơn không. Hãy tha lỗi cho nhau thôi, các anh, các chị, các em nhé. Hôm nay chúng ta đã được gặp nhau đây, Hà Tĩnh Nghệ An về lại với nhau, kỷ niệm hơn 40 năm ồ về đầy lưu luyến. Nào anh, nào chị, nào em tay bắt mặt mừng, rạo rực niềm vui, cảm xúc vỡ òa, muôn điều muốn nói. Kính thưa các anh, các chị, thưa các em, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, với chủ trương tăng cường mảng văn hóa nghệ thuật trong lực lượng công an nhân dân, năm 1978, đội tuyên truyền văn hóa nghệ thuật công an tỉnh Nghệ Tĩnh chính thức được thành lập. Bổ khung là các anh chị đang công tác tại các phòng nghiệp vụ, có kinh nghiệm và đam mê trên lĩnh vực này. Diễn viên là các hạt nhân văn nghệ từ các đơn vị được điều động về, đặc biệt
Công an tỉnh đã chủ trương tuyển chọn những anh chị em có năng khiếu từ trường văn hóa nghệ thuật tỉnh và các địa phương vào biên chế chính thức. Các em ngày đó chỉ mới 18 đôi mươi, có em chưa đầy 16 tuổi. Sân khấu của chúng ta ngày ấy có vài ba độ tuổi, vui không kể xiết. Các bài vở chương trình hầu như chúng ta tự dựng, tự lập, tự tập, tự kiểm duyệt. Nào hát, nào múa, nào kịch, nào độc tấu nhạc cụ, như là một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thực thụ. Thời ấy, sống đời bao cấp, muôn vàn khó khăn thiếu thốn, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ đẹp, son phấn cũng nhường nhau. Nhưng với niềm đam mê bất tận, chúng ta đã cháy hết mình trên sân khấu. Sân khấu vẫn luôn sáng đèn, chương trình cho đoàn dàn dựng đã phục vụ cán bộ chiến sĩ, phục vụ nhân dân cả vùng miền hàng trăm buổi biểu diễn. Qua các kỳ hội diễn của tỉnh, của khu vực hay toàn quốc, chương trình đoàn nghệ thuật công an nghệ tỉnh đã gặt hái được nhiều thành công. Đội chúng ta đã tham gia hai kỳ hội diễn của Hàn Quốc do Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an tổ chức, đã giành hai giải mạng toàn đoàn. Về tiết mục cá nhân, chúng ta đạt 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Những giọng hát đi vào lòng người của Mai Anh, Xuân Thiêm, Hà Phương, Tử Tuyết, Minh Nguyệt, Hồng Minh, Đức Đồng, Văn Thành. Tiếng sáo mê hồn của Đức Dung, Quý Kỵ. Tiếng đàn nguyệt, đàn bầu giặt dìu trang chữa của Mạnh Thắng, Nam Thơ, Mang Đô Liên rộn ràng của Quang Trình. Những ngón đàn, accordion, violon, guitar, xăng, bát, cello đến sức điêu luyện của Duy Hảo, Mai Phương, Đình Phạm, Anh Văn, Sông Hương, Anh Thắng, tiếng trống dục mời của Xuân Hùng, Đình Ngọc. Nhưng phải thừa nhận, nổi bật hơn cả vẫn là đội múa như Lệ Hòa, Thúy Liệu, Thùy Dung, Thanh Đàm, Thanh Thủy, Hà Chính, Đặng Tuyết, Thúy Ngàn, Ngọc Bình, Minh Nguyệt. Sinh và duyên là điều không ai bàn cãi. Tổ kịch cũng vô cùng ấn tượng, bao gồm các anh, các chị Trần Đào, Hà Tuyên, Quang Dũng, Thúy Liệu, Thanh Đạm, Quang Trình, Phúc Phê, vân vân. Chúng ta đã có những vị trưởng đoàn, anh Mai Phương, anh Danh Cơ, với vai trò quản lý, bằng sự tài giỏi và khả năng giàu anh, nào chị, nào anh, đã lãnh đạo một đoàn nghệ thuật nhiều độ tuổi, trở thành những bản diện tâm đầu ý hợp, chăm chỉ luyện tập, một thời nổi danh, dư âm lan tỏa đến tận bây giờ. Kính thưa các anh, các chị và các em thân mến, rồi thời gian thấm thoát qua đi, đến năm 1990, chúng ta tách tỉnh, một số anh chị em về Hà Tĩnh, số còn lại ở Nghệ An. Tuy cách trở chút ít, nhưng còn đó, núi Hồng sừng sững vẫn in bóng dòng lam xanh mát. Nghệ tỉnh của chúng mình vẫn vẹn tròn trong một vòng tay thủy chung son sắt. Ở mỗi tỉnh, chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động trên con đường văn hóa nghệ thuật, và tiếp tục gặt hái những phần thưởng cao quý. Điều mừng nhất là trong thời gian hoạt động, chúng ta đã hết mừng mai hai nhau, tôn trọng giúp đỡ nhau chí tình. Minh Nguyệt ít nhất đã có 4 ca thành về chúng sáu mê hồn chữa của Mạnh Thắng, Nam Thơ, Mang Đô Liên rộn ràng chị em chúng ta được điều đó. Những món đàn các đơn vị khác nhau, ai ai cũng cống hiến hết mình cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ. Cho đến hôm nay, đại đa số chúng ta đều viên mãn với vai trò làm cha làm mẹ, lên chức ông bà trong tổ ấm hạnh phúc của mình. Kính thưa các anh, các chị cùng các em thương mến, mấy chục năm qua ngoảnh lại, có một sự thật không thể che lấp, đó là chúng ta ít nhiều đều có lỗi với nhau. Bao nhiêu cảnh đời của một số anh chị em, chúng ta không kịp thời chia sẻ. Có người đã vĩnh biệt chúng ta về bên kia bầu trời mà chúng ta không hề hay biết để đến phúng viếng. Hôm nay, cho phép tôi được thay mặt anh chị em thành thật cáo lỗi với các gia đình có hoàn cảnh và người thân ra đi như thế. Thôi nhé, chuyện phân ưu tha thứ đã xong. Dù sao thì chúng ta cũng đã được gặp lại nhau. Có người ngót 40 năm nay mới gặp lại. Chúng ta phải gạt nỗi niềm riêng tư, vui lên, cùng uống chén rượu chan hòa hôm nay. Cùng múa, cùng hát, cùng đàn cho nhau nghe như những ngày xưa. Hãy thâu đêm suốt sáng cùng nhau. Ai đồng ý thì cho một tràng pháo tay.
Trước khi ngừng lời, tôi xin đề xuất như sau. Từ nay trở đi, hàng năm vào dịp tháng 7, chúng ta đều tổ chức gặp mặt truyền thống đội văn nghệ công an Nghệ Tĩnh. Địa điểm ta sẽ thống nhất sau. Để hội đi vào hoạt động ý nghĩa, tôi xin đề xuất thành lập ban liên lạc 4 người. Nghệ An 2, Hà Tĩnh 2. Nghệ An tôi đề xuất anh Mạnh Thắng và anh Huy Kỳ. Còn Hà Tĩnh tôi mạnh dạn đề xuất là anh Quang Trình và chị Minh Nguyệt. Còn cá nhân tôi, cho đến khi vẫn còn sức khỏe và minh mẫn, Xuân Thiêm xin được góp tài chính phần lớn cho các cuộc gặp thường niên. Sau đây, để tưởng nhớ các anh chị trong đội văn nghệ công an Nghệ Tĩnh của chúng ta đã mất, các anh Danh Cơ, Mai Anh, Trần Ngọc, Đình Ngọc, Nam Thơ, Xuân Toàn, Xuân Thắng, Phúc Yêu, Văn Phúc, Hương Ngàn và Minh Nguyệt, tổng cộng 11 người. Xin kính mời các quý vị đại biểu và các anh chị đã đứng lên. Cảm ơn bài diễn văn buổi lễ của Đại tá Xuân Thiêm. Phải nói rằng anh đã viết một bài diễn văn rất hay, rất đầy đủ và vô cùng cảm động. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và để nối tiếp chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện cho lãnh đạo chỉ huy của đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ công an Nghệ Tĩnh là anh Mai Phương lên sẽ có một số lời cảm tưởng. Báo cáo với các chị, anh Mai Phương năm nay đã 81 tuổi, nhưng buổi lễ hôm nay anh cũng đã vượt gần 100 km để vào tham dự với chúng ta. Xin mời anh Mai Phương lên sân khấu. Thưa các đồng chí đại chúng, về tiết mục cá nhân, chúng ta đảm kính thưa anh Bản Chế, nguyên là giáo viên của trường văn hóa nghệ thuật sau này vào làm giám đốc của ba nhà văn hóa, và thưa toàn thể các đồng chí dịp Tết, tôi lấy chức danh là nguyên là một đội trưởng đội tuyên truyền văn hóa nghệ thuật công an Nghệ Tĩnh. Tôi xin mời mọi người, tại sao tay chúng mình Nghệ Tĩnh lúc bây giờ vì khi đó là Nghệ Tĩnh thôi. Bây giờ hôm nay tôi rất xúc động, mà cũng không ngờ các em nó làm được như thế này. Điều đó đã để lại cho tôi một vấn đề mà tôi thấy là cái lộn nhất là cũng do tôi của Phật. Qua phong cái điều kiện các đồng chí hôm nay có mặt ở đây rất buồn khi chúng ta thiếu đi một số công cái công 11 đồng chí diễn viên gồm nhạc công, gồm diễn viên múa và diễn viên kịch, trong đó có đồng chí Đoàn Phó là anh Danh Cơ đã ra đi từ biệt chúng ta còn đây về bên kia. Thì đó là cái điều mà hôm nay ta đã buồn. Vấn đề thứ hai là một số các đồng chí vẫn còn thiếu mặt ở trong cái dịp lần này là ta gặp nhau lần thứ hai, nhưng mà lần trước chúng ta chỉ gặp nhau với cái cương vị các cái đồng chí đồ trưởng lẻ của ngoại ở tại Ban Nhân dân tỉnh, thì lúc đó thì mấy người tổ anh chỉ đang thôi, nhưng mà tương đối đầy đủ. Cùng tên cái đó mà hôm nay là diễn ra một cái mới hơn để chúng ta ổn định lại cái tổ chức khi chúng ta đã không còn làm nhiệm vụ chuyên môn. Tôi cũng xin mời mọi người và cùng thay mặt là trong cái ban tổ chức gửi tới lời chào chúc sức khỏe và hạnh phúc
tới tất cả các đồng chí và các diễn viên có mặt trong hôm nay. Tôi xin hết. Cảm ảnh là có 15 lần là đi. Tiên đương thì là có cái này. Cái này rất thân cảm, cái này mộc mặt. Cái này rất mộc mặt. Thành và hoạt động của đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ công an nghệ tĩnh, và người có công lớn nhất thường xuyên theo dõi bám sát chỉ đạo nghệ thuật cho đội tuyển của công an nghệ tĩnh đó là nhạc sĩ Mạnh Chiến. Hôm nay tại cái buổi lễ long trọng này, anh Mạnh Chiến mặc dù rất bận rộn nhưng anh cũng đã đến dự nhận lời mời của ban liên lạc, anh cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Xin kính mời anh có một vài lời cảm tưởng. Chúng ta nhiệt liệt vỗ tay về nhạc sĩ Mạnh Chiến ạ. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể anh chị em diễn viên yêu quý của chúng ta, nhiều thời kỳ lĩnh vực công an nhân dân có mặt ngay cả bước đầu hoạt động trong lĩnh vực người ta gọi là chiến sĩ tiên phong của hoạt động tư tưởng, trên mặt trận tư tưởng. Vậy thì chúng ta thấy rất phấn khởi. Tôi hôm nay đến đây với hai nỗi điểm. Nỗi điểm thứ nhất là thầy xúc động vô cùng bởi sự quan tâm của các thế hệ, mà cái nổi bật nhất là chúng ta đang dạy một bài học ôn cố tri thân cho các thế hệ. Dấu đội văn nghệ truyền thống của công an, hôm nay các anh, các chị, các em tôi đã qua đi những cái phần mà người ta gọi là trẻ trúc của một thời. Nhưng hôm nay trên mái tóc bạc ấy xuất hiện rất nhiều những ý tưởng, xuất hiện rất nhiều những cái sự mà người đời nói rằng là ôn cố tri thân ấy, để cho các thế hệ nhìn vào nhau, soi vào nhau, tạo ra một thành tựu mới cho hoạt động của ngành công an chúng ta về lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Nhìn các anh kể về những việc của mình làm và thấy được trong quá trình 44 năm, hai con bốn này ghép lại thành số 8. Người Việt rất thích cái vần đồng âm 8 là bát, bát là pháp. Vậy thì nên chăng chúng ta thấy rằng ngành công an trong tương lai, nếu dựa vào truyền thống tốt đẹp 44 năm, những lớp người như các anh, các chị, các bạn bè, các em tôi đã đi trên con đường hoạt động này sáng rực ra, nghe tiếng sáo hôm nay của thế kỷ, tôi thấy mừng, vui, xúc động mà lại tự hào một chặng đường đều đã có công đưa em ấy tiến đến bờ vinh quang của trong sáng tạo. Thưa các bác, các anh, các chị và các em, gọi như vậy để ta mừng những cái sự ân tình này. Ngành ta, và đặc biệt bài phát biểu của anh Thiên, nó làm cho ta thấy được là có một cái gì đó rất điềm tĩnh, nhìn lại sự vật một cách rất chính đáng, nhưng đồng thời đặt cái vị trí về tình người của lĩnh vực công an chúng ta vô cùng cao cả, yêu lắm. Và cái lời phát biểu ấy vừa nhận được dạng của quá khứ nhưng mà để gợi trong tương lai nghĩ gì thì chúng ta xây dựng cái lực lượng. Hôm nay tôi đã xem văn nghệ công an mới của chúng ta và thế hệ mới sau này, cũng xin được tâm sự với các bạn một chút, là rất mừng, rất phấn khởi là thế hệ trẻ hôm nay đội văn nghệ công an Nghệ An bừng sáng lắm. Những các cháu trẻ hôm nay họ hát này, họ biểu diễn, có hôm nay có nghệ sĩ Tiến Dũng, các anh em cũng trách văn hóa của cả tỉnh này đó, mới thấy được là văn nghệ chúng ta vẫn phát huy được truyền thống. Một thời đội văn nghệ này là nhất tỉnh trên rất nhiều phương diện, nhưng chất lượng về nghệ thuật là đứng đầu, có công tất cả lực lượng ở đây, từ người múa, các em tôi. Ngày xưa người ta thích xem công an không những cái đẹp trong chương trình nghệ thuật đâu, mà đây hôm nay các chị thấy đó, trên 60 tuổi cả rồi mà họ đẹp như thế này,
đẹp cả tâm hồn lẫn cả hình thái bên ngoài. Chúc mừng một cái kỳ gặp gỡ đầy ý nghĩa. Chúc mừng một sự gặp gỡ thế này cứ nối tiếp nhau trong những năm tới thì chúng ta có những kỳ hội ngộ lại, thông báo lại cho chúng ta những thành tựu của con cháu chúng ta hoàn toàn tốt hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã cho tôi nói một lời với tư cách là một người bạn, nhưng với tư cách là một người đã có công đầu tiên dựng lên đội văn nghệ của công an chúng ta. Và chúc cho sự thành công này nối lại với nhau trong nhiều năm tháng khác. Các anh các chị hãy đem như vậy để cho cuộc đời tươi mạnh hơn. Cảm ơn. Rất cảm động nữa là phái đoàn của anh Toàn và các anh các chị ở Hà Nội về đây tham dự. Các anh đã có một món quà rất ý nghĩa, 5 triệu đồng để hỗ trợ vào cái quỹ hoạt động của hội chúng ta mai sau. Cảm ơn các anh rất nhiều. Hôm như nãy là anh Hùng có giới thiệu rồi, tôi và anh Hùng và anh Thanh là những người bạn chơi với anh Kiêm rất lâu. Và riêng cá nhân tôi thì cũng xin báo cáo với các anh các chị cũng trong lực lượng công an nhân dân và theo dõi cái phong trào thi đua của công an hai tỉnh lúc đó còn đang Nghệ Tĩnh và sau này là Nghệ An và Hà Tĩnh, thì tôi là được bộ phân công theo dõi từ những cái năm chưa tách tỉnh cho đến những cái năm 2014 thì tôi nghỉ hưu. Nhưng với cái tình cảm gửi tới tất cả các anh chị một cái món quà nhỏ để gọi là góp vào một cái quỹ chung của đội văn nghệ, xin kính mời các đồng chí đại diện cho đoàn để lên đây. Với một cái tấm lòng của tôi xin là hỗ trợ cho đội là năm triệu. Rồi còn bây giờ thôi thì vỗ tay rồi thì tôi xin nhận và cũng xin để nối kết về các anh lớn tuổi, các chị lớn tuổi và các bạn đã thống nhất thường niên lại gặp nhau một lần. Đúng anh Dung? Thank you.